Xin chào mọi người, mình là Trần Hiếu. Hiện tại mình đang trên đường chuẩn bị đi ra sân bay đi công tác. Và trong khoảng thời gian sắp tới mình sẽ rất là bận rộn, nên là mình đã quyết định ghé phòng tập Cali Active ở gần sân bay để có thể tranh thủ tập luyện một chút. Tiện thể review cho mọi người phòng gym yêu thích của mình luôn, đó chính là California Active Tân Bình. Giờ thì Hiếu sẽ đi thay đồ. Phòng locker được thiết kế với màu sắc rất là bắt mắt và hiện đại. Bạn nào mà có nhu cầu sống ảo thì có thể ghé đây làm vài tắm nhé. Trong này cũng có sẵn các phòng tắm, máy sấy, gương, vô cùng đầy đủ để sau khi tập luyện xong mình có thể sẵn sàng tham gia các hoạt động khác. Giờ thì Hiếu sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng phòng tập nha. Ở Cali Active, bạn sẽ không cần phải wait vì khu free wait rất là rộng rãi và thoải mái. Bạn thích chạy bộ, đạp xe nhưng lại ngại khói bụi nắng nóng, thế thì khu máy chạy bộ và đạp xe với chiếc view nhìn ra sân bay Tân Sơn Nhất rất thích hợp với bạn. Khu functional sẽ khiến bạn phải trầm trồ vì không gian hoành tráng, thoáng đãng, tha hồ cho bạn bấy binh bố trận các bài tập luôn. Đây cũng là nơi diễn ra Hit Me Up, chương trình tập luyện nhóm cùng PT hoàn toàn free mà còn có tận 2 lớp mỗi ngày trong tuần nha. Ở đây như hơi nóng nhỉ? Ừ đúng rồi, vì khu tạ máy xịn sò này sẽ khiến bạn có động lực tập cháy máy. Và khu vực cuối cùng sẽ là phòng tập diễn ra các lớp Group X và Yoga được các huấn luyện viên hướng dẫn, cũng hoàn toàn free nha. Giới thiệu sương sương vậy thôi, giờ mình sẽ khởi động để chuẩn bị tập với PT. Một tip để các bạn tập luyện hiệu quả hơn đó chính là hãy khởi động thật kỹ trước khi tập nhé. Đây là PT Ken. Ken đã giúp cho mình rất là nhiều trong quá trình luyện tập, từ việc lên các bài tập sao cho phù hợp, kế hoạch dinh dưỡng cho từng tuần nữa. Tập cùng Ken mình cảm thấy rất là thoải mái vì bạn ấy hiểu rõ mục đích của mình và luôn theo sát mình để giúp mình có các bài tập luyện hiệu quả. Nhìn chung thì mọi người tập tại Cali Active ai cũng thân thiện cả ấy. Cảm ơn mọi người vì đã đi tập luyện cùng Hiếu ngày hôm nay. Trước đây Hiếu đã luôn quá tập trung vào công việc và bỏ quên đi mất việc luyện tập của mình. Nhưng mà thật là may mắn khi Hiếu đã nhận ra sớm được cái tầm quan trọng của một sức khỏe tốt. Cũng là nhờ Cali Active và cả PT nữa. Nếu mà các bạn đang tìm một môi trường thân thiện và đa dạng thì mọi người đừng bỏ qua California Active nhé. Đang có một vài ưu đãi cho các bạn mới đấy. Mọi người inbox cho fanpage nha. Còn giờ thì Hiếu sẽ đi tắm và thay đồ ra sân bay đây. Bye bye mọi người.